Hello anh em, chào mừng em đến với kênh của Hoàng Anh. Đây là game Tăng Tiếu Ngạo Giang Hồ do Vina Game phát hành. Phái mình đang chơi đó là phái Nhật Nguyệt. Lệnh Hồ Quynh, trụ đến rồi. Lưu Ngôn. Lệnh Hồ Quynh hiện tại không tỉnh táo, ngay cả đó là nước hay là rượu cũng không phân biệt được. Hôm nay Lệnh Hồ Xuân có duyên gặp được các anh hùng là phước ba đời, ta kính các vị một ly. Sao rượu này nhạt như nước vậy? Sư phụ ta còn nói rất muốn mời sáu vị. Sáu vị đại... đại... sáu vị đại anh hùng. Phải, mời sáu vị đại anh hùng thể hiện thân thủ trước mặt các đệ tử, thi triển tuyệt kỹ. Sư phụ ngươi biết bọn ta bản lĩnh cao cường, bọn ta rất muốn kết bằng hữu với sư phụ ngươi. Lên qua sân thôi. Phải, lên qua sân thôi. Quá ra Lệnh Hồ Xuân giả giờ không tỉnh táo, chỉ nói vài lời đã có thể lừa đào cốc lùng tiên trở về qua sân. Có vẻ như hắn làm gì cũng tính toán an toàn. Ta nên đến Lạc Dương tìm Bất Giới Hòa Thượng vậy. Sư huynh, huynh ngửi thấy mùi gì không? Hình như là cá nướng. Thơm quá, hình như từ đằng sau bay đến. Ta chảy nước giải rồi đây nè. Các ngươi xì xào gì đó? Đây là mùi phong sư thúc. Gác lâu như vậy đúng là hơi đói. Các ngươi tiếp tục gác ở đây. Hai ngươi theo ta. Phong Bất Bình biết mặt mình nên chuồn mau. Tiểu Mặc Hữu, sao chạy vậy? Cái này ngươi nướng sao? Nếu không lấy vậy thì... Ủa? Là ngươi? Vị đại ca này nhận lầm ngươi rồi. Tiểu đệ tướng mạo bình thường, hay bị người khác nhận nhầm lắm. Nếu không có việc gì thì ta đi trước đây, cáo từ. Dù ngươi quá thành tro ta cũng nhận ra ngươi. Trả mạng thành sư huynh cho ta. Trần lần này khó thoát thân. Ta tưởng ngươi đi đâu rồi, thì ra ở đây. Bất Giới đại sư. Bất Giới. Rút. Bất Giới đại sư quả nhiên quy danh ra xa. Phong Bất Bình đó vừa nghe tên của Bất Giới đại sư liền bị dọa đến quay đầu bỏ chạy rồi. Sao chỉ có mình ngươi? Lệnh Hồ Xuân đâu? Lâm Nhi ngoan ngoãn của ta tới rồi. A Di Đà Phật. Thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao người nói chuyện ấp úng vậy? Rốt cuộc Lệnh Hồ Xuân sao rồi? Lệnh Hồ Quynh, quân ấy bị trọng thương, đã được đưa về qua sơn trị liệu. Ta đang định đến Lạc Dương tìm danh y. Cái gì? Lệnh Hồ đại ca bị trọng thương rồi. Cha ơi, làm sao đây? Được rồi, Tiểu Lâm đừng lo lắng, chúng ta lên qua sơn nha. Các người khoan đã. Sao người chậm chạp vậy?
Lúc nãy đánh nhau với Phong Bất Bình ta cũng bị thương rồi, có thể quan tâm đến ta một chút được không? Ta còn có một ít thiên hương đoạn tục cao, ngươi hãy đắp vào vết thương, một lúc sẽ khỏi. Đa tạ Ghi Lâm tiểu sư phụ. Thuốc đã dùng rồi, nhanh chóng đi tìm Lãnh Hồ Hiền Tế thôi. Hôm nay ta sẽ lột trần hai ngươi rồi cộng lại với nhau, sau đó điểm nguyệt á khẩu, rồi đưa ra giang hồ thị chúng, nói rằng quan hệ bất chính của hai ngươi bị ta bắt tận tay. Ý, con người này thật đê tiện. Nghi Lâm tiểu sư phụ, đừng tiếp tục bước về phía trước. Là Nghi Lâm tiểu sư phụ sao? Người này muốn hại Lệnh Hồ đại ca của cô. Lệnh Hồ đại ca là huynh sao? Thì ra các ngươi là đồng bọn. Mau tiến chiêu. Lệnh Hồ đại ca. Tiểu Lâm Nhi, hãy cẩn thận. Lệnh Hồ huynh, huynh không phải đã về núi sao? Sao lại ở chỗ này? Còn cùng đi bá quan. Lâm Nhi, người mà con ngày đêm mong nhớ lại là tên vô dụng nằm dưới đất đã chết, bị sĩ nhục không dám đánh trả. Ta không cần tên hèn yếu này làm con rể đâu. Cầm trẻ hết đi. Ông phải đi đi. Ai cần ông chứ? Không thể đi. Tử nguyệt trên người của ta cần hắn giải, thuốc giải độc cũng trên người hắn. Hắn mà đi là ta tôi đời. Sợ gì? Ta đã nói rằng sẽ chết cùng ngươi. Độc trên người phát tác thì ta sẽ chết theo. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Thì ra tên tiểu tử này cũng là một hảo hán có nghĩa khí. Lâm Nhi, hắn rất hợp ý với cha. Cha ơi, cha nhất định phải chữa khỏi cho Lệnh Hồ đại ca. Đâu có gì khó, cứ để ta lo. Ôi mẹ ơi, lục đạo chân khí trong cơ thể tên tiểu tử này loạn hết lên, muốn đấu pháp gì lão sao? Ngày đó Lệnh Hồ huynh bị một chưởng của Thành Bất U đánh trọng thương, đào cốc lục tiên đưa hắn xuống núi trị liệu. Mấy tên ngốc nó cũng biết trị thương sao? Trị thành như thế này đúng là tức chết mà. Bây giờ nếu muốn Lệnh Hồ Xung được sống thì chỉ còn một cách, ta và con cùng truyền nội lực cho Lệnh Hồ Xung. Chỉ cần áp chế được lục đạo chân khí thì Lệnh Hồ Xung sẽ hết nguy hiểm thôi. Lệnh Hồ huynh, cố lên. Hắn đã qua khỏi nguy hiểm, còn ta thì sao? Ngươi làm nhiều việc xấu, dấu định trừng phạt ngươi. Nhưng ngươi có công tìm được Lệnh Hồ Xung nên ta tha cho ngươi một mạng. Hãy biến ngay cho ta. Sao lại biến ngay chứ? Ngươi bảo rằng trong vòng một tháng tìm được Lệnh Hồ Xung sẽ giúp ta giải tử nguyệt. Lúc này lại lười biến rồi. Hòa thượng thúi, ngươi nói có giữ lời không? Xem tên tiểu tử thúi nhà ngươi sợ chết kìa. Thôi giải đây, biến đi. Lệnh Hồ Xung vẫn còn nguy hiểm, nể tình ngươi không có công cũng có cán, muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Đa tạ đại sư. 11 năm trước Tự Tại Thư Viện đã từng có một vụ thảm án, đại sư có từng nghe qua? 11 năm trước, à ta nhớ ra rồi. Năm đó khi ta đi tìm mẹ của Nghi Lâm, vô tình cứu được một vị danh y giang, nghe nói do cứu người trong thư viện mà bị truy sát. Chính là người mà ngươi nói sao? Đúng vậy. Xin hỏi tên của vị danh y ấy
Nhà ở đâu? Vị danh y đó tên là Bình Nhất Chỉ, trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, người đi hỏi thăm là biết ngay. Tên nghiệt đồ này, còn không mau tiêu diệt nó. Cha, hãy để con đi tiêu diệt tên ác tặc này. Không được. Hôm nay nể mặt đại sư, nên tạm tha cho tên ác đồ này. Xin cứ tự ta di đà Phật. Lệnh hồ hiện tế, chúng ta đi thôi. Sư mẫu của ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi đi cùng cô ấy ta thấy không yên tâm. Đại sư thích nói đùa. Những lời này sẽ tổn hại tới danh tiếng của hai phái Hằng Sương Hoa Sương. Cái gì? Khó khăn lắm mới tìm được và cứu sống ngươi. Ngươi không chịu cưới con gái của ta sao? Cha, đừng nói nữa. Huynh ấy và con, hai người. Kỳ lạ, khi chưa gặp nhau thì muốn gặp, nhưng bây giờ lại không muốn gặp nữa. Làm gì hay đợi cha. Điện thừa huynh, việc mà Điện bá quan nhận lời với huynh nhất định sẽ làm được. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Làm bạn với hạng người lòng lan giả sói như vậy, ngươi sẽ chịu khổ đó. Thôi, thôi bỏ đi. Ta hỏi ngươi, Tử Hà bí kiếp đâu? Ở chỗ của lục sư đệ, Tử sư muội chỉ là có lòng tốt thôi. Xin sư phụ đừng trách mắng. Nhưng mà chưa có lệnh của sư phụ, đệ tử dù có gan to bằng trời cũng không dám động vào bí kiếp đó. May cho ngươi vẫn còn nhớ. Nếu ngươi đã hồi phục, vậy chúng ta quay về dẫn theo Lục Hầu Nhi đi cùng đi. Dạ, đa tạ sư phụ. Ta và mọi người cùng lên núi, bộ dạng của như vậy ta thực sự không thể yên tâm. Đại sư huynh, sao Lục Hầu Nhi lại nằm bất động ở đây vậy? Đừng lo, là ta điểm nguyệt Lục Hầu Nhi. Lúc đó nó thấy ta không muốn xem bí kíp, nhất định muốn đọc bí kíp ra. Ta ngăn cản không được, nên đành phải điểm huyệt. Lục đại ca có lòng nhưng làm hỏng chuyện rồi, ta phải giải quyết cho huynh ấy. Hả? Tử vong rồi. Sao hả lại tử vong rồi? Xuân Nhi, lúc mà con đã điểm huyệt gì của nó? Con chỉ điểm huyệt ngủ mê thôi. Vậy Tử Hà bí kíp đâu? Khi đệ tử điểm huyệt, nhớ là còn thấy bí kíp lật ra để trên bàn mà. Sao lại mất rồi? Nơi này không có người đến, có lẽ đã bị gió thổi bay đi đâu rồi. Chúng ta chia nhau ra tìm. Tìm khắp nơi rồi nhưng không tìm thấy ở đâu cả. Nghiệp chướng, Tử Hà bí kíp dám làm hại đồng môn sư đệ của sư phụ. Nhìn này tuyệt đối không phải do đệ tử làm. Ngươi, nhằn mẫu này dè bảo đệ tử, cần ngươi nói vào sau. Lệnh hồ huynh hiện giờ bị trọng thương, mong nhạc trưởng môn thủ hạ lưu tình. Sư phụ, đệ tử lệnh hồ xuân xin thề, nhất định tìm về Tử Hà bí kíp. Nếu như có người nào từng xem qua thì đệ tử cũng sẽ tiêu diệt. Thôi bỏ đi, con là người có tình có nghĩa, chắc chắn không làm những việc này. Nhưng nếu không phải con thì là ai đã lấy mất chứ? Nhân mẫu này dè bảo đệ tử, cần ngươi nói vào sau. Lệnh hồ đại ca, mau đứng dậy. Sư phụ, Lương Nặc, sao còn lại tới đây? Sư phụ, sư nương đã thu xếp ổn thỏa cho chúng con rồi.
nhưng ở đó hơi hẻo lánh nên sợ người không tìm thấy, nên phải còn tính tiếp ứng cho mọi người. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Chúc anh em luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đường Nặc, sao con lại tới đây? Sư phụ, sư đường đã thu xếp ổn thỏa cho chúng con rồi, nhưng ở đó hơi hẻo lánh nên sợ người không tìm thấy, nên phải còn tính tiếp ứng cho mọi người. Được, được, con hãy cùng đại sư huynh an táng cho đại hữu đi. Cái gì? Lục sư đệ đã? Cái chết của đại hữu vẫn còn nhiều uẩn khúc, tạm thời chưa thể xác định nguyên nhân. Sau khi xuống núi, các con không được nhắc tới. Dạ, sư phụ. Đa tạ. Chúng ta hãy an táng lục sư đệ dưới gốc cây tùng kia. Lúc nhỏ đệ thích nô đùa đúng không?